Mi Xuân Thiện, Miss Ren, Củ Chi. Hello mọi người nha, em là Mi Xuân Thiện nha. Mọi người nhớ bình chọn em nha. Mã số bình chọn của em là 21 nha mọi người, 021 nha. Em là Miss Ren Củ Chi nha. Hà Thị Kim Ngân. Hà Thị Kim Ngân, Miss Ren, Nha Trang. Hello mọi người, em là Hà Thị Kim Ngân. Số báo danh của em là 001. Mọi người hãy bình chọn cho em nha. Hà Thị Kim Ngân, Miss Ren, Nha Trang. Nhớ bình chọn cho ngon nha. Lê Thị Tính, Miss Ren, USI. Dạ em là Lê Tính. Số báo danh của em là 009. Mọi người hãy bình chọn cho em nha. Lê Tính 009, Miss Ren, USI. Thủy Lê, Miss Ren, thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người, em là Thủy Lê nha. Số báo danh của em là 013. Mọi người hãy bình chọn cho Thủy Lê nha. Nhớ mình chọn cho Thủy Lê nha. 013. Hậu Le Le, Miss Ren, Trà Vân.
Dạ em là Hậu Le Le, Miss Grand Trà Vinh. Số báo danh của em là 019. Mọi người nhớ ủng hộ cho Hậu Le Le nha. Số báo danh của Le Le là 019, Miss Grand Trà Vinh. Trang khách sạn Midrand Khánh Hoa. Dạ em là Trang khách sạn, mã số của em là 23. Mọi người nhớ bình chọn cho Trang khách sạn nha, Midrand Khánh Hoa. Võ Thị Bùm Bùm, Midrand, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Bùm Bùm, số báo danh của em là 029. Mọi người nhớ bình chọn cho Bùm Bùm nha. Nguyễn Thị Minh Thái, Midrand, đâu ta? Gia Lai. Dạ em là Nguyễn Thị Minh Thái, Midrand Gia Lai. Số báo danh của em là 030. Mọi người hãy bình chọn cho Nguyễn Thị Minh Thái nha. Nguyễn Thị Thái Dương, Midrand, không biết ở đâu. Dạ em là Thái Dương, em là Midrand, em không biết em ở đâu. Số báo danh của em là 033. Mọi người hãy bình chọn cho Thái Dương nha.
Lê Thị Hồng Gia, Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Lê Thị Hồng Gia. Số báo danh của em là 67. Mọi người nhớ ủng hộ Gia nha. Lê Thị Hồng Gia, Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Trời, cười muốn cười nửa miệng mà cười không được, khó cười quá à. Cười sao, cười nửa miệng cười sao không biết cười. Xin lỗi nha. Nguyễn Thị Bích Trâm, Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Bích Trâm nha mọi người, mã số của em là 76. Mọi người hãy ủng hộ Bích Trâm nha. Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Võ Thị Hồng Loan, Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Hồng Loan, số báo danh của em là 039. Mọi người hãy ủng hộ cho Hồng Loan nha. Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Okay.
Hello mọi người nha, thì vừa rồi mọi người cũng thấy là những cái thí sinh của Midrange năm 2025 nha. Thì cô chú anh chị thấy là thích Midrange nào thì mọi người hãy bình chọn cho Midrange đó nha mọi người nha. Và cuối cùng thì mọi người nhớ ủng hộ kênh Chí Cảnh TV nha mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hiện tại thì Chí Cảnh rất là ít lên Facebook, cho nên là bây giờ là Chí Cảnh đã chuyển sang YouTube rồi. Cho nên là mọi người ơi, mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ Chí Cảnh nha. YouTube Chí Cảnh TV, mọi người ủng hộ Chí Cảnh. Chí Cảnh sắp đạt được 75.000 người đăng ký rồi, cho nên là mọi người hãy đăng ký để cho Chí Cảnh có thêm động lực ra nhiều clip vui nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Midrange Cà Mau.